Kim Bùi xin kính chào cả nhà. Hôm nay là ngày 11 tháng 2 năm 2022. Kim Bùi xin mời cả nhà xem lại một số hình ảnh ở Sài Gòn sau Tết. Và hiện tại thì Kim Bùi đang đứng ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ở phố đi bộ Nguyễn Huệ này thì Tết có đường hoa, có con cọp, tượng con cọp á. Bây giờ người ta còn để lại. Sau Tết thì đường hoa người ta dẹp rồi, còn cái tượng cọp thì do nó đẹp quá, sau đó người ta để lại cái tượng đó. Nhìn thì nó cũng rất là đẹp. Ở phía bên kia từ phố đi bộ Nguyễn Huệ, chúng ta nhìn ra ngoài ngay chỗ khu vực sông Bạch Đằng thì các cô chú anh chị và các bạn có thể thấy là bến Bạch Đằng ngày nay được cải tạo lại rất là sạch sẽ. Ở phía bên kia đường hầu như là được dọn lại hết trơn rồi các cô chú anh chị, còn một số cái cây xanh thì người ta giữ lại. Nhưng mà theo như những người mà người ta ra đây chơi á, người ta nói là ngay chỗ bến Bạch Đằng này thì nó đẹp, nhưng mà có một cái là trưa thì nó không có cây xanh, nó nắng lắm, nóng. Chỗ này thích hợp là chúng ta đi ra đây chơi vào buổi chiều hoặc là buổi tối thì nó mát mẻ. Từ ngay chỗ phố đi bộ Nguyễn Huệ chúng ta đi ra đó ngay bờ sông chúng ta ngồi chơi thì hoặc là chúng ta đi tập thể dục thì nó hợp lý hơn. Đây là một góc khác của bến Bạch Đằng, thì từ đây chúng ta nhìn ra thì chúng ta có thể thấy là nó nằm ở phía đó, cái cầu mà nó có cái cột nó cong cong đó. Bây giờ nó là đường sông rồi. Cái đường dẫn từ ngay chỗ đường Tôn Đức Thắng đi lên bây giờ người ta đang làm, tức là ngay chỗ bến Bạch Đằng đó các cô chú anh chị, đi lên cầu để mà chúng ta đi qua bên Thủ Thiêm thì bây giờ người ta đang làm. Có thể là xong cái đường dẫn này thì người ta cho thông xe. Còn ở góc này thì chúng ta sẽ nhìn về ngay chỗ cây cầu Khánh Hội, rồi bến Nhà Rồng, rồi cột cờ, một cái góc nhìn khác của bến Bạch Đằng khi mà sau khi cải tạo xong cái bến Bạch Đằng này. Xa xa các cô chú anh chị có thể thấy có chiếc tàu đậu ngoài đó đó, đó là cái nhà hàng nổi thì bây giờ nó đậu bên đó, tức là phía bên bến Nhà Rồng bên phía quận 4. Đây là ngay chỗ bến Bạch Đằng đó các cô chú anh chị, chúng ta có thể thấy là này có cái cầu màu trắng đó. Lúc trước thì là cái cầu này là dẫn đi ra chiếc tàu nhà hàng nổi, thì bây giờ chiếc tàu nó được đậu ở phía bên quận 4 như hồi nãy chúng ta đã thấy rồi. Bây giờ người ta không có cho đậu ở phía bên quận nhất nữa, bên quận nhất ở phía bên bến Bạch Đằng này thì bây giờ là chủ yếu làm để mà người ta đi bộ tập thể dục và tạo cảnh quan cho nó sạch sẽ. Rồi ở đây chúng ta nhìn qua chúng ta thấy mấy cái tòa nhà ở phía bên Thủ Thiêm, sau này chỗ đó là nó có một cái tòa nhà cao tầng, tức là cái tòa nhà có thể nói là cao nhất Việt Nam, nó cao hơn tòa nhà La Mã 81 luôn. Các cô chú anh chị và các bạn đang xem, đây là con đường Hàm Nghi, đại lộ Hàm Nghi mà hướng từ ngay chỗ bến Bạch Đằng chúng ta đi về chợ Bến Thành.
hôm nay thì con đường này cũng khá vắng, có thể là mới Tết vô thì người ta cũng chưa có vào Sài Gòn nhiều, với lại cũng là ngày làm việc hôm nay là thứ sáu, nên bây giờ thì chúng ta thấy là con đường Hàm Nghi cũng tương đối vắng vẻ. Còn đây là hình ảnh con đường Bắc Tơ, một con đường cũng nằm ở trong trung tâm của Sài Gòn, rất là mát. Các cô chú anh chị có thể thấy là người ta vẫn còn để lại những cái đèn mà người ta dựng lên hồi Tết. Bây giờ thì giờ buổi tối những cái đèn này người ta bật điện lên thì cũng đẹp, rất là lung linh. Số hình ảnh về con đường Bắc Tơ, mời các cô chú anh chị chúng ta xem lại. Còn đây là hình ảnh về khu vực ngay chỗ đường Duy Tân, rồi Diamond Plaza, nhà thờ Đức Bà. Hướng này thì đi từ Vinh Thống Nhất, chúng ta đi ra tới Thảo Cầm Viên. Xa xa thì chúng ta có thể thấy là tòa nhà thờ Đức Bà ở phía sau những hàng cây. Nhà thờ Đức Bà đang sửa chữa lại, vẫn chưa xong. Hình ảnh công trường Barbary xung quanh tòa nhà thờ Đức Bà. Đây là khu vực ngay chỗ tượng Đức Mẹ Hòa Bình, phía xa kia đó là bưu điện. Bây giờ các cô chú anh chị và các bạn về Sài Gòn thì những hình ảnh này rất là dễ gặp ở khu vực quận nhất, đó là những chiếc xe đạp người ta cho thuê. Thì chúng ta có thể đi bộ qua đây rồi chúng ta thuê những chiếc xe đạp này, chúng ta đạp vòng quanh ở khu vực quận nhất để chúng ta đi làm, đi chơi. Những chiếc xe đạp này thì không có ai quản lý trực tiếp hết, người ta quản lý qua điện thoại. Thì khi mà chúng ta thuê đó thì chúng ta sẽ làm thủ tục thuê ở trên cái app ở trên điện thoại, rồi chúng ta nó sẽ kích hoạt mở khóa chiếc xe rồi chúng ta chạy thôi. Bây giờ thì dần dần ở Sài Gòn áp dụng những công nghệ rất là tiên tiến, rất là thông minh, nó sử dụng AI để quản lý. Đây là hình ảnh về con đường Tự Do hồi xưa, bây giờ tên là Đồng Khởi. Cái hướng này thì chúng ta sẽ đi về ngay chỗ bến Bạch Đằng. Trên con đường Tự Do thì chúng ta rất là quen thuộc với hình ảnh của nhà hát. Hồi xưa chỗ này thì nó là tòa nhà Quốc hội.
phía trước nhà hát đó là con đường Lê Lợi. Thì ở đây bây giờ người ta làm một cái công viên ở trước mặt nhà hát luôn. Thì các cô chú anh chị có thể thấy là xa xa đó có cái bồn nước. Hồi xưa chỗ đó là cái bồn binh đầu tiên của chúng ta, còn gọi là mà bồn kèn. Ngay trước bồn binh đó là cái giao lộ của đường Lê Lợi và đường Nguyễn Huệ. Thì bây giờ ở khu vực này người ta làm những cái công trình như là có công viên, rồi ở phía dưới đất thì nó có những cái trung tâm thương mại, ga, metro. Thì nó vẫn còn đang làm, các cô chú anh chị, vẫn chưa có xong. Thì nghe nói là giữa năm nay, tức là giữa năm 2022 là người ta cho thử nghiệm chạy xuyên suốt cái tuyến metro từ chỗ này, tức là chỗ mà Bến Thành đi ra ngoài Suối Tiên luôn. Hy vọng đó thì chúng ta có những cái trải nghiệm trên cao, những hình ảnh trên cao từ tuyến metro gửi đến các cô chú anh chị. Chúng tôi đã đi tới cuối của con đường tự do, thì chúng ta đi ra tới tại bến Bạch Đằng. Đây là cảnh bến Bạch Đằng, ở phía kia là cầu Thủ Thiêm. Đó, chúng ta nhìn lại một lần nữa ngay chỗ bến Bạch Đằng. Bây giờ người ta làm lại, chỉnh trang lại, rồi làm cho nó đẹp lên. Trời bây giờ mát rồi, không còn nắng nữa. Buổi chiều bây giờ chúng ta có thể ra đây, chúng ta đi tập thể dục, chúng ta đi ngắm sông, ngắm nước. Nước ở hơi nước dưới sông bốc lên thì chúng ta cảm giác như là rất mát mẻ. Chúng ta nhìn về phía bên phía Thủ Thiêm, nơi mà sau này sẽ là một khu đô thị hiện đại. Đến đây thì chúng tôi xin kết thúc video đi một vòng quanh khu vực quận 1. Xin cảm ơn các cô chú anh chị và các bạn đã xem video. Chúng tôi xin kính chúc cho các cô chú anh chị và các bạn có sức khỏe dồi dào. Năm 2022 này thì những cái khó khăn mà Covid nó gây ra nó sẽ qua đi. Chúng ta sẽ trở lại làm việc, sống nó bình thường. Bắt tạm nha các cô chú anh chị. Rồi chúng tôi xin hẹn gặp lại các cô chú anh chị và các bạn trong những cái video kế tiếp.